Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái hình thức kiếm tiền trên mạng với trang web đó là Sherpon. Ở đây thì báo Dân Trí có đăng bài viết đó là ứng dụng giúp người dùng có thu nhập khi chia sẻ. Thì mời các bạn vào đây để chúng ta đọc cái bài viết này. Trang Sherpong này là mạng lưới chia sẻ nội dung đem đến cho mỗi thành viên tham gia cơ hội kiếm 50 USD mỗi tuần vừa chạy thử tại Việt Nam. Thì đây nó ra đời, kỳ ứng dụng này nó ra đời ở Malaysia và hiện nay đang phổ biến ở Campuchia, Việt Nam và Malaysia. Thì các bạn vào trang web này, vào cái link này để đọc cái bài viết này. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký và cách kiếm tiền là như thế nào. Đầu tiên thì các bạn vào link đăng ký sau. Link này thì tôi để phần dưới mô tả của video, các bạn click để vào đăng ký. Chúng ta chọn ngôn ngữ Việt Nam. Đây là trang Sherpong. Trang này giúp chúng ta kiếm được tiền nhờ vào chia sẻ những câu chuyện mà trang này cung cấp. Thì để đăng ký thì tôi nhấn vào đăng nhập. Nó hiện ra cái cửa sổ. Cửa sổ này nếu mà chúng ta chưa đăng nhập Facebook thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập Facebook. Hiện tại tôi đã đăng nhập Facebook của tôi nên nó ra cái cửa sổ này. Chúng ta nhấn tiếp tục với tư cách, cái này là bắt buộc nên chúng ta không nhấn là nó chúng ta không thể đăng ký được trong web này. Sau khi đăng ký xong thì nó hiện ra cái giao diện như thế này. Thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua. Ở đây là những cái bài viết mà trang web hiện đang cung cấp. Thì để kiếm được tiền với trang web này thì chúng ta có hai hình thức. Một là chia sẻ các cái bài viết mà trang web cung cấp cho những người xung quanh chúng ta đọc. Hình thức thứ hai đó là giới thiệu bạn bè. Tức là giới thiệu bạn bè đăng ký thì chúng ta cũng có thêm thu nhập. Với hình thức nhất chia sẻ bài viết cho người khác đọc thì chúng ta ở đây là có các cái câu chuyện đăng ở trên trang web mà muốn chúng ta chia sẻ. Thì khi mà chúng ta chia sẻ thì ta muốn chia sẻ câu chuyện nào đó thì ta nhấn vào xem cả câu chuyện này. Ở đây đối với câu chuyện thứ nhất này thì khi mà chúng ta chia sẻ thì có thể là kiếm được 200.000 khi có 100 bạn nhấp vào cái link mà chúng ta chia sẻ đó. Thì mỗi lần nhấp như vậy thì chúng ta có 2.000 đồng. Sau khi nhấp xong thì chúng ta chọn một cái tiêu đề nào đó. Chúng ta chọn ngẫu nhiên một tiêu đề nào đó và chúng ta nhấn share on Facebook. Cho chúng ta chia sẻ trên trang cá nhân của chúng ta đây. Chúng ta viết nội dung mô tả cho nó.
Sau khi chúng ta cập nhật mô tả thì chúng ta nhấn đăng lên Facebook. Bây giờ thì chúng ta vào trang cá nhân của mình để xem đã được đăng chưa. Như vậy nó đã đăng lên trang cá nhân của chúng ta rồi. Như vậy mỗi lượt đăng như vậy mà đối với cái bài viết này thì chúng ta sẽ có 200.000 đồng nếu có 100 bạn click vào cái link đó. Link mà chúng ta chia sẻ ở đây có 100 bạn click vào như thế này thì chúng ta có 200.000 đồng. Vì vậy chúng ta càng giới thiệu nhiều bạn click vào link đó thì chúng ta lại càng được nhiều tiền. Thì cái việc này cũng rất đơn giản. Sau khi chúng ta đăng lên thì chúng ta copy cái link của bài viết này, chúng ta đăng vào các nhóm, mà có nhiều người tham gia để cho mọi người cùng biết và cùng đọc, thì khi đó chúng ta sẽ kiếm được cái lượng click vào bài chia sẻ chúng ta nhiều hơn. Ở đây chúng ta có rất là nhiều nhiều bài viết, nhiều câu chuyện muốn chia sẻ. Thì đó, vừa rồi tôi đã ví dụ cái câu chuyện thứ nhất. Ở mỗi câu chuyện thì nó có một cái giá khác nhau, nó tùy vào cái nội dung mà tùy vào trong web đang chia phong này nó trích cho chúng ta. Với hình thức thứ hai đó là giới thiệu bạn bè, thì chúng ta nhấn vào nút cộng này thì khi chúng ta giới thiệu bạn bè kiếm được 10.000 đồng từ mỗi lời mời khi bạn bè đăng ký. Thì với mỗi người đăng ký thì chúng ta được 10.000 đó. Bằng cách là chúng ta copy cái link giới thiệu này đi giới thiệu cho bạn bè đó. Để thanh toán thì chúng ta kết vào thanh toán, chúng ta nhận tiền á thì chúng ta kết vào cái biểu tượng thứ ba này. Thì trang web này yêu cầu đó là tối thiểu phải 400.000 đồng mới được, họ mới thanh toán cho mình bằng cách là họ sẽ chuyển khoản cho mình qua tài khoản ngân hàng. Thì chúng ta vào phần thiết lập chi tiết rút tiền này để chúng ta thiết lập tài khoản. Tuy nhiên khi chúng ta chưa đủ tiền 400.000 thì chúng ta khoan, chúng ta chưa nên thiết lập thông tin này. Khi nào mà thấy đủ ở đây 400.000 thì chúng ta vào đây để thiết lập. Ở đây họ trong web này có hỗ trợ liên kết với 4 5 5 ngân hàng của Việt Nam, đó là Vietcombank, Sacombank, Techcombank, Đông Á và Aribank. Như vậy 4 trang web này nó hỗ trợ để chúng ta rút tiền. Bạn nào có chưa có 4 5 tài khoản này thì chúng ta làm. Tuy nhiên khi mà chúng ta đợi đến đủ 400.000 đồng thì chúng ta làm. Như vậy vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn kiếm tiền online với ứng dụng Shippong. Thì các bạn có gì chưa rõ thì chúng ta cùng comment, cùng nhận xét để trao đổi. Và để đăng ký ủng hộ mình thì các bạn nhấn vào link phía dưới phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn.